Alo, hồi nãy Bích bị lớp mạng. Nãy bị lớp mạng. Nãy Bích bị lớp mạng mà. Bích bị lớp mạng. Hello Tú, lâu quá không gặp. Cuối năm nay Bích về Việt Nam có đi chơi với Tú nha. Có là bây giờ Việt Nam có đi chơi với Tú á. Bây giờ Bích về Việt Nam mới không có bạn luôn á. Việt Nam không biết đi chơi với ai luôn á. Nhờ Tú chiếu cố Bích nha. Bích sợ cô đơn lạc lõng lắm. Nha nha. Này cosplay con mèo. Cosplay. Thật ra là có không phải là mèo đâu. Cái này chỉ dễ thương thôi mà. Chứ đâu có phải mèo chuột gì đâu. Hello. Hello Hiếu Lê. Hello chị. Chào mọi người. Tại vì hồi nãy bị rớt mạng ấy. Đang live, đang nói chuyện, đang kiểu, đang định hát hò. Xong tự nhiên cái nó rớt cái bịch. Lên quán Quý chơi. Ôi quán anh Quý mở quán à. Em không biết gì luôn á. Không biết luôn á. Mất không biết là anh Quý mở mở quán luôn á tôi. Tại sao hồi nãy đông lắm mà sao rớt mạng một cái rồi là không thấy ai nữa luôn ấy, không thấy bất kỳ một ai nữa luôn, số kỳ vậy ta. Đừng có nói là rớt mạng nữa nha, lâu lắm mới được live buổi tối với mọi người mà tại sao lại rớt mạng như vậy, buồn quá. Em cực thích có nốt ruồi ngay mắt mà chỉ có tận hai cái cưng dễ sợ. Khổ muốn chết luôn. Nốt ruồi ướt lệ. Khổ lắm 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 luôn. Hello em. Trời, ai thả tim nhiều vậy? Tay đẹp nhờ. Dễ thương ha. Mới có đó. Thông thông. Em chào chị. Hello em Thông Thông. Mọi người đâu hết rồi. Bộ đồ cưng thế Vích. Dễ thương không? Rồi em gái tặng Vích á. Tặng Vích từ ở Việt Nam á. Gửi từ Việt Nam sang cho Vích á. Dễ thương không? Mé bả xinh thật sự luôn ý. Thì phải phải live stream cho mọi người biết là mình không có Photoshop hình quá nhiều. Stream cho mọi người biết là mình không có xài app quá nhiều hay là Photoshop hình quá nhiều. Like cho nó chân thật một tí. Hello chị, em mới thả đó, Huỳnh Lâm. Thả nữa đi em, tại sao lại dừng lại rồi? Nay nhìn Vicky thấy dễ thương ghê luôn á. Ủa hôm nay mới dễ thương hả? Là mấy bữa khác không có dễ thương hả? Tại sao kỳ vậy? Răng vết sữa không mà đẹp vậy? Không, răng vết đâu sữa gì đâu. Băng răng cá mập mà. Vẫn là răng cá mập đấy thôi. Hello anh Leo. Anh chưa ngủ hả? Anh ơi thứ năm đi shop không anh? Shop mua đồ anh ơi, em hết đồ bận rồi. Em không còn đồ để bận nữa anh ơi, đi shop không? Mai Thanh Lê, chị ơi, chị đây. Hồi nãy chị bị rớt mạng, chị đang nói chuyện với mọi người xong mà bị rớt mạng cái bạc luôn. Thế là mất hết, mọi người mất hết. Follow thím khá lâu giờ mới comment. Comment đi, có gì đâu mà ngại. Thời buổi 4.0 rồi mà ngại ngại cái gì không biết nữa à. Thích, tớ không thích làm người yêu cậu, nhưng tớ thích làm con rể của ba mẹ cậu. Thả thính quá đi. Không muốn thì thôi. Em vẫn đợi chị like đây. Trời ơi, nhưng mà không thấy ai vào xem luôn cơ. Em lần đầu xem like à. Hello em. Chào mừng em đến với livestream của chị Vích. Nghe bạn rap mà mê lắm ấy. Bây giờ nhiều người muốn nghe nhưng mà bây giờ ít người xem quá, làm sao mà rap đây.
phải nhiều người xem mới có chút xíu động lực chứ ít quá. Thiệt luôn, nay thấy Vicky tâm trạng vui quá đi. Thực ra thì không phải là vui vẻ gì cả, nhưng mà lúc nào lên livestream là Vic cũng vui. Facebook Vic là nó phải vui, tại vì bên Insta phong cảnh nó buồn đủ rồi, bên Insta là rất là buồn rồi, nữa là bầu không khí bên Insta cực kỳ ảm đạm luôn, cho nên là bên Facebook phải vui vui tí. Ráp một đoạn đi, ráp chứ, sẽ ráp chứ, sẽ ráp chứ, nhưng mà ít quá à, ít người xem quá à. Em thích chị từ cái hồi 2 năm đấy. Ok, một tí nữa Vít sẽ ráp lại bài 2 năm, nhưng mà ít người xem quá, ít người xem, nó không có một chút xíu động lực nào, không có một chút xíu động lực nào. Follow Vít lâu lắm rồi thì Vít biết mà. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Vít trong khoảng thời gian rất rất là dài. Chào chị Vít xinh đẹp, Trần Quang Vinh cảm ơn em nha. Để em kêu 5.000 anh em vào coi cho chị nhé. Kêu đi em, kêu đi em. Cover bài Về Bên Anh của anh Jack đi chị đâu có thuộc đâu, đâu có thuộc đâu, chị chỉ thuộc mấy bài của anh Khu thôi. 2 năm đi Vít ơi, mê bà quá rồi. Đợi mọi người vào, đợi tí, đợi tí, đợi tí, mọi người sắp vào rồi. Đợi tí mọi người vào nào. Hello chị Huy Hoa, hello em. Hi kê. Chị tâm sự về chuyện tình yêu đi chị. Em xem ví dụ của chị mà em cứ xem đi xem lại luôn. Cái gì à, video của chị mà em cứ xem đi xem lại luôn. Chị em như chữ vui đi, chị không biết đọc sao luôn đó. Về Sài Gòn đi ăn chị ơi. Chắc rồi, chị mà về Sài Gòn là chắc chắn là chị sẽ đi ăn hết cả cái Sài Gòn ấy. Tại vì về Sài Gòn ngắn mà, có thời gian mà, thì cứ ăn thôi. Ăn thôi. Vít cao bao nhiêu vậy? Buồn quá, đừng hỏi câu này làm tổn thương Vít quá. Vít cao có 1,5 m thôi, đừng có hỏi Vít cao bao nhiêu. Vít sẽ kiểu cảm thấy bị tổn thương sâu sắc ấy. Tổn thương lắm luôn ấy. Ai hỏi Vít cao bao nhiêu, Vít cảm thấy trái tim mình vỡ vụn ra. Trần Linh, Thanh Linh Đoàn, hello. Nhìn Vít nheo nheo con mắt thấy thương quá đi. Quen rồi, tại vì đâu có đeo kính đâu, bị loạn mà, không đeo kính nữa cho nên là nheo nheo mắt thôi, không sao hết á. Vít ok mà, Vít vẫn ok, Vít vẫn ổn, Vít luôn luôn ổn. Để kiếm bài gì mở cho mọi người cùng nghe, mọi người có chích tham. Đừng hỏi Vít tuổi và chiều cao nha. Đúng rồi, đừng hỏi Vít tuổi và chiều cao, Vít cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Vít luôn cảm thấy bị tổn thương khi ai hỏi về chiều cao của Vít, hỏi về tuổi của Vít. Em sẽ thả phẫn nộ để nổi bật nhất. Chỉ cần em comment thôi là em đã nổi bật rồi. Em comment thôi là chị đã thấy em rồi, là em đã nổi bật rồi bé. Buồn chị luôn. Ủa sao buồn chị? Chị làm gì mà buồn chị? Làm gì em? 1,5 m dễ thương mà chị. Khi ấy em sẽ che chở mọi sóng gió cho chị. Suốt ngày thả thính người ta, nói không mà. Đàn ông các người chỉ có thể là nói không mà, có che chở cho người ta đâu. Nói được một khoảng thời gian, rồi thời gian sau là kiểu đi đâu mất tiêu luôn. Vít 25 tuổi không Vít ơi? Trời ơi, sinh năm 2000 kêu 25 tuổi đâu ra cô. Trời ơi, thật luôn á, ít người xem dã man luôn. Trời ơi, bỏ Facebook có bao lâu đâu mà bây giờ không còn một cái tương tác nào. Thiệt là phải chăm sóc Facebook cẩn thận lại, phải like điều độ lại, mỗi tuần phải like đầy đủ điều độ lại, tuột tuột tương tác quá nhiều quá nhiều quá nhiều. Chị tâm sự tình yêu chưa ạ? À? Chưa vô mood em ơi, chưa chưa vô mood, tí nữa tí nữa. Vít hôm nay mặc đồ gì vậy? À, Vít bận đồ ngủ thôi chứ có đồ gì đâu, bận đồ ngủ bình thường thôi à. Chị nói to to đi, chị nói nhỏ quá, em phải bật max loa mới nghe được. Thì em bật max loa đi em. Tại vì tối rồi chị đâu nói lớn đâu, chị nói lớn, chị nói như vậy là lớn hết cỡ rồi á.
qua Úc với vết cho rồi ở Việt Nam bù quá, nói làm liền em. Đâu em luôn chờ like của chị mà, có mình em mà chứ người ta đâu có chờ đâu, có ai chờ đâu. Buồn chị quá, sao buồn chị vậy Mi Kiều. Hello Vích Trần Tường Duy. Lại tại Vích điếc quá nên sợ. Ủa có gì đâu sợ, Vích bình thường mà, có gì đâu mà sợ, Vích rất là bình thường luôn. Vích dù có buồn, có thất tình đi nữa thì Vích vẫn livestream, vẫn vui vẻ bình thường bên ngoài mà. Vích vẫn ok, Vích vẫn ổn, Vích vẫn ổn. Chị gáp commie đi chị, một tí nữa chị sẽ gáp commie nha. Một tí nữa thôi. Em cũng chờ mà chị. Mọi người nói mọi người chờ em, mỗi lần mà tôi like tôi có thấy ai? Tôi like tôi chả thấy bóng ai. Hát nghe đi chị. Chắc chắn rồi, mà đợi mọi người vào đi, trời ít người lắm luôn. Chị chưa bao giờ like mà ít người như vậy luôn ấy. Ít lắm, lắm luôn ấy. Hay là chưa tới giờ nhờ? Hôm nay là thứ ba. Thứ ba giờ này mọi người đi làm, đi học về chưa nhờ? Hát đi chị ơi, chắc chắn lên view. Chị buồn ngủ rồi đó. Chị mà kiểu chờ không được chị sẽ đi ngủ mất. Chị sẽ đi ngủ mất. Chắc giờ này mọi người ăn cơm rồi chị thôi. Nếu mà mọi người ăn cơm rồi thôi chị đi ngủ cho rồi. Chị đi ngủ nhé. Vích ngày nào cũng xinh hết. Đúng rồi, phải nói thế. Phải nói là ngày nào Vích cũng xinh hết. Nhớ chị ghê. Vô thấy banana là thích rồi đó. Sao banana vậy? Nhìn Vích giống cây chuối lắm hả? Thôi đừng mà chị. Chứ gì nữa mọi người đi ăn cơm đi đâu chớ trơn rồi. Tự nhiên tôi ngồi đây tôi live với ai bây giờ. Có ai nói chuyện đâu. Chán muốn chết, buồn muốn chết. Chị có đóng MV với anh Bin nữa không? Không. Chị đâu có đóng đóng MV với anh Bin đâu em. Nghĩ sao vậy, đâu đóng đóng MV với anh Bin đâu. Không hề, không hề, không hề. Thôi Vít rap call me nhá. Call me xong Vít đi ngủ nhá. Buồn quá à, không ai hết á. Mọi người đâu hết trơn à. Ngủ đây, buồn ngủ quá. Ủa mà mọi người nghe nhạc có rõ không vậy? Mọi người nghe nhạc có rõ không? Trời ơi, tôi đang thất tình mà tôi cảm thấy mọi người không có hưởng ứng gì hết, buồn ghê. Đang rất là buồn luôn á. Em thất tình mà mọi người không có làm cho tôi vui được luôn ấy. Đang buồn thúi ruột mà mọi người còn làm mình buồn thêm nữa. Nghiện còn ngại. Nếu có duyên anh mong sẽ là người quan tâm chăm sóc em mỗi ngày. Gọi em là người cũ vì lâu rồi chưa cặp bến, muốn em có người mới chỉ vì sợ em lạnh nết. Cứ bên người ta đi khi như flow anh đã dừng, đừng đợi Lê Phương đôi mí như ngày xưa em đã từng đón về. Đừng tự ôm hết nỗi đau rồi chịu nó please về, họ không làm được anh sẽ làm người xa sự nó mắt em buồn suy nghĩ. Cứ để trên đôi vai gãy em xứng đáng hơn từng chiếc hôn người ta sẽ cho em sau này, vì nghệ sĩ nghèo bằng hoa. Đừng không khen ngày mai bếp ví cực không xứng với em là họ nói anh bỏ ngoài tới ngoài anh còn ai có thể thấy được những thứ em giấu, còn ai ngoài anh chỉ nhìn có thể hiểu được em đâu nhé. I'm just a motherfucker with a new school. Sẽ là nước lạnh trong từng bài ca anh viết. Do you? Không bao giờ hứa trước em cũng biết I'm motherfucking real. Nhiều người họ đánh gật đi mà anh như này anh gọi là yếu. Ê nhà mày, nhìn em như này anh gọi là yêu mới đúng chứ. Nhà mày. Ba được ba được ba được ba được.
Thực sự anh hóa sắp tư em đâu hỏi cái này kìa. Nó không có thuộc vào sau. Biết trong từng cung bậc của nỗi buồn lẫn vào đêm, trong lòng em bình yên anh cuốn. Áo em trắng nhìn không lạ tại em hay vì khói. I'm with you, you with me, make some sexy noise. Nhìn không lạ anh chị. Yeah. Oh yeah baby. Nhiều người họ đến hết bên em như là anh gọi là yếu. Bạn hỏi một vai. Họ đi ngủ nha. Ngủ. Bye. Ngủ nha. Bye. Ngủ đây. Bye bye mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon. Vết thương mọi người nhiều lắm. Mọi người nhớ đồng hành cùng với Vết nha. Bye bye.